chương trình được mong chờ nhất trong năm của tập đoàn Hưng Thịnh. Độc đáo, hoành tráng, chuyên nghiệp. Với tổng giá trị giải thưởng hơn 500 triệu đồng, chuỗi cuộc thi Xuân Hưng Thịnh 2020 chính thức được bắt đầu. Lần đầu tiên xuất hiện cuộc thi cặp đôi thanh lịch với những nét mới lạ và hấp dẫn, được khởi động từ tháng 11 năm 2019. Những tiết mục đa sắc màu, những màn trình diễn ấn tượng, những gương mặt duyên dáng, những cảm xúc vỡ òa sâu lắng. Ai sẽ là cặp đôi thanh lịch? Giọng ca nào sẽ giành ngôi vị quán quân? Những thông điệp ý nghĩa và sáng tạo nào sẽ được truyền tải? Tất cả sẽ hội tụ tại chuỗi cuộc thi Xuân Hưng Thịnh 2020